lần này cái đại diện đã phải được chủ cũ thái nguyên di châu hoàng tất sinh tuổi sống cái gì miêu tả sử dụng cái anh yêu ở bảo nguyên lần này cái đại diện đã phải được chủ cũ thái nguyên di châu hoàng tất sinh ra tuổi sống cái bị nhà má chết thế của cô nhi bố suy nghĩ cái này luôn đại diện đã y lý là được chủ cả tổng tập bài này cái anh yêu biến xem đi biến lại thu thập ý công sĩ RCSS cái này miêu tả tổ đại diện party KMPP cái chế miêu tả sử dụng cái anh yêu này miêu tả nhiều nhiều ý số ya anh yêu chỉ có lấy được chủ này Pigere Malane, Ebrila, Twin, Twisongera, Pitelu, Suvare, Nemasi Kongsigu, Sanjin, Taiwesin, Renedi, Lena Kaitolani, Puesine, Taiwan Jijo, Hongta Senduraha, Eachine Ladi, Sikongsi, Jete in Sinea di Kalane, Tai Sinivare, Nemasi Taha, Eachine Larajau, Twisong Ninaimu, Chengong Pitelu, Majadi Kingale, Leshi Taiwan Jijo, Sendada, We Singa, Piosu Kevare, Sikongsi, Jete Pinichema, Nemasi Kongsone, Sasani Kongbi, နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအမျှော်မြင်ကြီးသည့်ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းတက်စင်ကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအရေးကြောင်းဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့တက်စင်ဟာတင်းတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့မြန်မာအရေးလိလာသူတချို့ကမြင်ပါတယ်။ထိုင်းစစ်ရုံးအလို့ယုံနဲ့ငါးဖက်လုံငန်းအပါအဝင်ထိုင်းစီးပွားရေးအရှိန်ဟုန်တိုးတက်ရေးမှာထိုင်းရောက်မြန်ပြည်သားရဲ့လုံအားဟ